Hello, có ai không? Có ai đang xem phim Người Ván Sự không? Có ai còn nhớ Vân Điệp không? Hello, có ai đang xem phim Người Ván Sự không? Có ai còn nhớ Vân Điệp không? Có ai còn nhớ Vân Điệp không? Sẽ có một phiên bản gọi là gì nhỉ? Nói chuyện chút nha. Sẽ có một phiên bản gọi là phiên bản điện ảnh của Người Phán Xử. Ok, nhiều người vào xem thì chị sẽ tặng thẻ Viettel cho cả nhà nhá. Thẻ Viettel có mã thẻ đây rồi, không nói dối luôn, tặng luôn một cái thẻ cho cả nhà. Thanh Bi sẽ đọc luôn nhá. Để cho có tinh thần cả nhà xe líp cho Thanh Bi. Thanh Bi sẽ tặng luôn một cái thẻ Viettel cho cả nhà nhé. Thanh Bi sẽ đọc luôn một thẻ, đó chính là cả nhà ơi, nhanh tay lên. Nếu mà ai nhận được thì hãy chụp ảnh lại màn hình rồi share cho Thanh Bi biết nhá. Vừa được tặng lại còn vừa được Thanh Bi kết bạn nữa, chỉ cần share cái clip này cho Thanh Bi thôi. Vân Điệp tặng luôn nha. 0482915444. Không hai. Đọc lại một lần nữa nhá. 0482915447. 2. 0482915444702. Tặng luôn, có rất là nhiều thẻ trong đây mà Thanh Bi sẽ tặng cả nhà. Nên là cả nhà an tâm nhá. Nói về phim một chút rồi chúng ta, rồi nhiều nhiều người vào thì Thanh Bi sẽ giới thiệu cho cả nhà cái bí quyết mà để cho làn da mịn màng, cũng như là bí quyết mà Thanh Bi đã sử dụng rất là lâu rồi, cái gel hút mụn than tre hoạt tính rất an toàn và có những cái siêu thần thánh làm cho làn da mịn màng và nét căng. Chỉ cần đắp một lượng ít than hoạt tính rồi để khoảng 5 phút, nếu mà thích nữa thì để nó khô đắp lần hai khoảng tầm 10 đến 15 phút là rất là ok. Và đặc biệt là gel hút mụn than che hoạt tính này của chị Ngân ấy là có giấy bảo hành, rồi là phiếu cam kết, và có rất nhiều các gọi là cái mà cả nhà có thể an toàn an tâm khi mà mua sản phẩm này nhá. Giấy phép bảo hành nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Những ai mà vào xe clip này cũng như là xe clip cho Thanh Bi, Thanh Bi rất là vui. Cả nhà có thể xe clip này để Thanh Bi đọc cái mã sau, đọc series, đọc tên em. Tí, Ti Ti On, Hào Đỗ, Xuân Nhi. Rất là nhiều bạn. Hữu Tuấn. Hello. Các bạn share clip cho Thanh Bi và Thanh Bi sẽ đọc cái thẻ. Chỉ cần share một cái clip này thôi nhất, rất đơn giản nha. Rồi, vừa mới vào thôi nên là Thanh Bi muốn cả nhà share clip và Thanh Vi sẽ bật mí về cái sản phẩm gel hút mụn này rất là tốt của chị bạn mình là chị Ngân ấy. Hello em, xe clip này cho chị đi em cái thẻ chị ơi. Lê Thùy. Không có gọi quảng cáo sản phẩm nha, mình chỉ gọi là giới thiệu cho cả nhà cái gọi là cái mà Thanh Bi hay dùng, vì vì là mọi người cứ comment vào rồi inbox vào là Đăng Dũng, ok em muốn thẻ Viettel hay là Vina hay là gì, thẻ nào mọi người comment lại đi, vì vì là có rất nhiều cái comment mà cả nhà không nói được. Xe clip này nhá, ai xe clip này thì Thanh Bi sẽ nhìn lại ở trong đây và Thanh Bi thấy cái người đó thì yêu cầu thẻ nào thì Thanh Bi đọc luôn nhá, xe cái clip này và like như cả nhà thả tim cho Thanh Bi. Chị ơi. Hải Khùng đang bị ở trên cây, leo lên trên cây rồi em ơi. Nhưng mà tặng thẻ gì em ơi? Nguyễn Hữu Nghĩa, Yến Linh Nguyễn.
đã share clip cho chị chưa? Chị thấy có hai bạn share thôi này, hay ba bạn gì thì chị kết bạn thôi. Nguyễn Hải, hello. Chắc là bây giờ mọi người đi chơi hết rồi sao mà Thanh Bi live vào tầm này? Có 20 mấy bạn có rất là nhiều bạn chia sẻ cái clip này rồi, và bạn nào mà Junmin đã tham gia. Hello. Đúng rồi cả nhà. Cả nhà chỉ cần share cái clip này cho Thanh Bi thôi. Anh Long, Bùi Đức Tiến đã share rồi à? Nếu mà Thanh Bi mà đang trong lúc livestream ấy, thì cả nhà nên để ý khi mà Thanh Bi đang livestream thì cả nhà hãy đừng gọi điện nhá. Tại vì đôi khi mà gọi điện lúc mà Thanh Bi đang livestream thì gọi nhiều ấy là không không tốt, nên là cả nhà hãy hãy để ý lúc Thanh Bi đang livestream và chia sẻ cái clip này cho Thanh Bi. Thanh Bi sẽ tặng luôn cả nhà. Thì thấy rất là tốt nên là muốn giới thiệu cho cả nhà. Có phim Người Văn Sử thì có phiên bản gọi là gì nhỉ? Có phiên bản điện ảnh ấy, sắp có rồi. Vân Điệp trong vai gì cả nhà biết không? Vân Điệp sẽ được thay thế, mà cũng chưa biết là có thay không, nhưng mà sẽ thay thế. Cảm ơn bạn nha. Bạn của tôi lâu lắm mới gặp. Sẽ được thay thế bởi sẽ được thay thế bởi Harry Won, nghe mà buồn cười quá. Vừa rồi kênh 14 lên đấy. Chị Ngân là chị bạn mình nên là các bạn rất là tin tưởng. Hãy luôn tin tưởng vào cái sản phẩm mà Thanh Bi nói, vì Thanh Bi không quảng cáo, mà đây là Thanh Bi đã sử dụng được hơn 1 tháng rồi và thấy kết quả vô cùng tốt, nên là Thanh Bi mới giới thiệu cho cả nhà. Và muốn cái không khí livestream tốt thì Thanh Bi mới muốn hướng dẫn cả nhà và đọc thẻ cho cả nhà thôi, một cái thẻ Viettel tiếp nha. Ai livestream xem ai ai đã ấy rồi nhở, ai đã xem nào, ai đã share cái clip này và like rồi thì Thanh Bi sẽ tặng mèo. Tập bao nhiêu? À bây giờ là tập bao nhiêu rồi cả nhà? Người Văn Sử tập bao nhiêu rồi nhỉ? Trong phim thì Vân Điệp cũng dùng cái gel hút mụn này rồi, các anh chị cũng dùng gel hút mụn này mới được làn da đẹp hết mụn các thứ nhá. Mặc dù là phải trang điểm cũng như là make up rất là nhiều. Cả nhà. Xe cái này không ta? Ui chào, ôi chào. Bạn vừa xinh đẹp tài năng. Cảm ơn bạn nha. Thank you bạn. Có gì đâu, mình chăm chỉ làm việc thôi mà. Phụng Kim em share rồi ạ? À? Bạn ơi muốn thẻ gì thì bạn nói ra, bạn đã share rồi cho mình thì mình cũng đã nhìn thấy bạn share ở đây rồi. Thì bạn hãy nói cái thẻ Viettel hay là Mobi bạn muốn nhá. À, nhiều người tặng thẻ mỏi tay Thanh Bi ơi. Nguyễn Thu Hà, anh Tài tập 42. Hello, anh Tài là một người anh Tài à, hay là một người rất là hay share clip cũng như là hỏi thăm và comment Thanh Bi có phải không nhỉ? Có những người rất là yêu mến Thanh Bi và hay coi clip và chia sẻ livestream cho Thanh Bi, thì Thanh Bi khi nào cũng gì Thanh Bi cũng luôn ưu tiên. Anh Tài muốn thẻ gì nhỉ? Ưu tiên luôn bạn đã đọc tên nha. Cảm ơn cả nhà. Muốn con thẻ gì thì bạn ưu tiên bạn đó có thể comment lại nhé. Ở đây là chỉ có thẻ Thanh Bi sẽ tặng cả nhà thẻ Viettel có 200 này, 50 này, Vina với cả Mobi là khoảng mệnh giá thấp nhất là 50 trở lên thôi, chứ không có 20 nha. Không có 20. đúng rồi, không có 20 đâu. Thế nên là share cái clip này cho Thanh Vi nha. Có phiên bản điện ảnh, Người Phán Xử phiên bản điện ảnh thì đang định là anh Quang Huy có là gọi là
Đúng rồi bạn ạ, bạn cũng xem cái đấy rồi đúng không? Nhưng mà đó là chắc là chuẩn bị sẽ công chiếu và sẽ có những cái gọi là casting diễn viên, thì cả nhà có ai thích thì đi casting diễn viên, cũng như là biết đâu có người phán xử cái phiên bản hợp với bạn, hay là có cái vai hợp với bạn. Rất là nhiều vai nên là Thanh Bi nghĩ là lúc đó thì Thanh Bi đăng lên, hoặc là các anh chị có đăng lên thì các bạn hãy vô và xem mình hợp với cái vai diễn nào rất là có phát triển tài năng. Chỉ cần add thôi à. Có nhiều bạn chia sẻ cho Thanh Bi quý Thanh Bi nên yêu mến không cần phải thẻ gì. Không, nhưng mà Thanh Bi vẫn tặng những ai mà yêu mến Thanh Bi nhớ lâu lắm. Cho anh cái thẻ. Ok, thế thì trước khi xe thì Thanh Bi đợi mọi người vào đông đông thì Thanh Bi sẽ giới thiệu cái mà Thanh Bi hay sử dụng, mà mọi người cứ hỏi luôn là ở trong phim cũng như là các anh chị dùng cái sản phẩm gì là rất đẹp và xinh, da lại mịn màng như thế, mà mặc dù phải make rất là nhiều trời nắng. Quay cái cảnh đám ma ấy là quay ở chỗ gì nhỉ? Đồng quê mà rất là mệt nhọc, rồi Thanh Bi Hương Phố với Thanh Bi phải rất là vất vả ấy. Đúng rồi, anh Việt Anh có dùng cái áo đấy em ạ, ở trong shop shop riêng của anh ấy, chứ không phải là theo mỗi cái để có stylist riêng, cũng như là mình mặc trang phục gì thì đạo diễn cũng xem lại rồi xem có hợp với cả cái phân đoạn đó không ấy bạn. Hello Phạm Khánh Duy, Lê Thị Ly, Tí Tế Tí Tí Non, tên gì lạ thế. Chia sẻ cái clip này cho chị là được. Bao nhiêu người chia sẻ rồi nhỉ? Mà chia sẻ thực tế. Chứ không phải là một phát là chia sẻ rất là nhiều đâu, chỉ cần bạn chia sẻ một hai lần là được rồi. Nguyễn Thu à, hello. Có những bạn rất thích đóng phim này, Thanh Bi cũng luôn sử dụng cái gel hút mụn này ở một tuần. Thanh Bi sử dụng 2 lần và Thanh Bi đã sử dụng 1 tháng rồi nên là giới thiệu cho cả nhà xem ấy. Rất là ok, rất là ok nên là Thanh Bi mới giới thiệu cho cả nhà xem. Muốn đọc cái thứ hai không nhỉ? Thanh Bi sẽ đọc cái thứ hai, cả nhà tập trung nhá. Cả nhà hãy tập trung, Thanh Bi đọc cái thứ hai này. Thanh Bi sẽ đọc thứ hai 0948253146725. Đọc lại một lần nữa nhá. 0 à 90485225314 6725. Lần nữa nè. 90482534 6725. Thank you bạn đã bảo. Chút nữa thì Thanh Bi sẽ lấy ra cho cả nhà xem. Không nè, vừa nói chuyện vui, hôm nay rảnh rỗi thì đi quay về xong rồi thì vào nói chuyện vui với cả nhà để cho cả nhà xem cái clip này và biết được cái mà Thanh Bi hay dùng thường ngày để có những cái mụn cám ấy. Đôi khi mụn mũi này hay là mặt mình ấy không có mụn nhìn như này đâu, nhưng mà mụn ẩn dưới da rất là nhiều, mụn cám rồi mụn đầu đen ấy. Thế là cũng khoảng tầm 1-2 tuần thì mình khoảng tầm 1-2 tuần thì mình sử dụng cái gel hút mụn này rất đảm bảo, rất là tốt, thích lắm ấy, dùng thích cực kỳ ấy. Đây có mấy bạn dùng rồi cũng comment ở đây này. Nên là Thanh Bi cả nhà chỉ cần share clip này để mọi người biết được cái gel hút mụn này của bà Ngân, chị bạn Thanh Bi thì sẽ biết được cái công hiệu của nó. 1 tuần chỉ cần dùng 2 lần thôi, hoặc là 1 lần tùy thích. Thì thời gian các bạn ấy chỉ mất 5 phút bôi gel lên. Trước khi bôi thì cả nhà nên rửa sạch mặt hoặc là xông hơi để lỗ chân lông thông thoáng hơn. Thì cái gel này có tác dụng nhiều hơn. Thích lắm, dùng thích lắm. Thanh Bi dùng suốt trong quá trình làm phim rồi các thứ nữa cả nhà. Gel hút mụn là than là hoàn toàn từ thiên nhiên nhá, nha đam, vitamin E, trà xanh và là than tre hoạt tính ý. Cái này chắc là nổi tiếng rồi. Bây giờ Thanh Bi dùng được hơn 1 tháng rồi thì giới thiệu cho cả nhà. Rồi, tôi vẫn trả lời cái câu hỏi các bạn, không lại bảo là các bạn nghĩ là PR cho sản phẩm gì. Thanh Bi phải trải nghiệm rồi thì Thanh Bi mới nhận xem nhận là xem là cái sản phẩm đó
thực sự tốt với khán giả cũng như là các fan của mình hay là những bạn đang xem livestream đây, chứ không người mắng Thanh Bi thì chết. Và đặc biệt là Thanh Bi chỉ dùng cũng như là chỉ giới thiệu cho cả nhà ghen hoạt tính, ghen hút mụn này khi mà có giấy phép này của công ty, rồi là có giấy bảo hành, rồi có tất an toàn vô cùng, nên là Thanh Bi giới thiệu cho cả nhà nhá. Và khi mà mua hàng các bạn cũng được sử dụng nguyên những cái đó, và có cả cái giấy phép an toàn này, rồi là cái hướng dẫn sử dụng và rất là chi tiết tiết. Và đặc biệt ấy là khi mà dùng ấy, Thanh Bi dùng được bao nhiêu lâu rồi nên vơi vơi rồi là nó hút mụn rồi bật những cái mụn li ti ở dưới da rất là ok cả nhà. Ái ui chết rồi, thử luôn là mặt thành than luôn này là mặt thành than luôn. Hello Viettel chị ơi, tập cuối người phán xử như thế nào vậy chị Bi? Tập cuối người phán xử à? À, mọi người rất là muốn biết Lê Thành cũng như là Lê Thành là con của Thế Chột hay là Phan Quân đúng không? Có rất là nhiều những lọ này bao nhiêu vậy Thanh Bi? Có rất là nhiều người muốn hỏi đúng không? Tập cuối ai muốn biết về nhân vật nào nhất thì Thanh Vi sẽ giới thiệu cho cả nhà bật mí cho cả nhà. Cảm ơn ai đó đã thả tim cho Bi rất là nhiều nha. Tặng luôn thẻ Viettel vừa rồi đấy. Không có thẻ Viettel 20 mà chỉ có 50 trở lên cho đến 200 nghìn thôi. Có Mobi với cả Vina nữa nhá. Mobi với cả Vina nữa. Tem chống hàng giả chính hãng rồi tất tần tật đật đều có tất. Ai muốn hỏi gì thì Thanh Bi đều bóc ra cho cả nhà xem, cũng như là cái đấy là chỉ nói độ tin cậy cũng như là cái mà an toàn khi mà Thanh Bi giới thiệu cho cả nhà, chứ không bao giờ giới thiệu linh tinh. Rất nhiều bạn đã share clip cho Thanh Bi rồi. Vì vậy có hứng phải trả lời các bạn ngay. Tập cuối muốn nhìn thấy Vân Điệp, cảm ơn bạn rất nhiều. Rất là dễ thương anh Tài. Không biết là dùng mạng gì để Thanh Bi tặng luôn anh Tài cũng như là các bạn đang đáng yêu ở đây nhở. Cái ghen này rất là rẻ các bạn ạ. Giá cả rất là hợp lý mà dùng thì vô cùng tiết kiệm luôn. Một lần các bạn chỉ cần bôi một lớp mỏng lên da, vùng mũi hay là vùng má này hay là vùng cằm, hoặc là thậm chí là bôi cả mặt để lột xong, tốt nhất là xông hơi hay là massage, hoặc là rửa sạch mặt rồi dùng cái này đắp lên một lượng nhỏ để khoảng 5 phút, rồi muốn đắp lượt 2 thì để 15-20 phút. Sau đó thì các bạn có thể đắp cái mặt nạ bằng giấy hoặc là khăn ướt lên đấy. Có tác dụng là thải độc này, làm những mụn li ti sần sùi biến mất ngay này, rồi là hút sạch mụn cám lông tơ và bụi bẩn ở sâu để thông thoáng lỗ chân lông này, sảng khoái với hương than tre, và đặc biệt là mịn da, sáng da. Khi mà lỗ chân lông của chúng ta thông thoáng thì da chúng ta mịn màng ăn phấn hơn. Hát tặng cả bài gì nha, xong chút lại giới thiệu lại. Xe rồi lại tiếp công khai sao nạp? Ok, thế thì xe rồi thì sẽ nạp tiếp cái thẻ nha. Lê Thành là con Phan Quân phải không? Vân Điệp em Trang trắng trẻo đã chia sẻ chưa nhở? Rồi Thanh Bi vừa đọc một cái thẻ cho cả nhà rồi này. Thẻ Viettel này đọc cho cả nhà mấy cái rồi này, cả nhà không để ý à. Và bây giờ thì Thanh Bi sẽ tặng mấy cái Viettel này đây, và sẽ tặng cái Mobifone 29730770303332 29730770332. Và bạn nào đã nạp được rồi thì nhanh chóng giơ tay cũng như là chụp lại màn hình cho Thanh Bi biết nhé. Không thì xem lại cái clip này, có thể vẫn còn chưa ai nạp được thì hãy nhanh tay. Thanh Bi sẽ giới thiệu cho cả nhà tiếp về sản phẩm kem hút mụn này rất là tốt. Thanh Bi dùng được hơn một tháng rồi mới giới thiệu cho cả nhà. Mùi thơm rất là dễ chịu, hoàn toàn từ thiên nhiên nên là rất là an toàn nhé.
Em không chị Ngân ạ. Em lại không có nhìn thấy chị ạ. Không nhìn thấy chị ạ. À, rất nhiều bạn. Thank you. Cả nhà đã chia sẻ tip cho Thanh My nha. Có giấy để màu là tem chuẩn. Phiếu bảo hành nhá, tem chống hàng giả bên trong lọ. Cả nhà khi nào cả nhà mua thì sẽ nhìn thấy cái tem chống hàng giả này. Đây. Nhà phân phối độc quyền Ngân Bình này, tem chống hàng giả chính hãng này cả nhà nhá. Cái này là tem màu xanh này là độc quyền luôn ấy. Con trai dùng được không? Con trai con gái dùng được hết. 1 phút cho những câu hỏi về phim. Phim phẹt lẹt tẹt. Có giấy hướng dẫn sử dụng các thứ hết mã vạch công ty các kiểu nhá. Hello. Đúng rồi, có nhà sản xuất. Thanh Bi sẽ trả lời các bạn. Hạ tim gãy cả tay. Thank you anh. Mã thẻ. Đúng rồi, Phan Thành có vẻ là con ông chột không tiết lộ DM. Bạn ơi, da mịn màng và thoáng hết lỗ chân lông mà. Ờ đúng rồi. Hút sạch mụn là da bôi kem khác thì nó cũng thẩm thấu hơn rất là nhiều ấy. Có giấy chứng nhận của sở y tế. Nói chung là gì cái gì cũng có, rất an toàn, đảm bảo cho làn da của các bạn nhá. Địa chỉ mua hàng là chính là chị Ngân ấy, mà Thanh Bi đang tắt vào cái clip này ấy. Cảm ơn Phạm Khánh Duy nhá, chị còn đóng người phán xử. Chị còn đóng người phán xử không? Thế em có muốn chị quay lại không? Hôm nay đọc một bài báo, đọc một bài báo về đọc một bài báo về kiểu quý trêu trêu mọi người, hôm nay đọc một bài báo về phiên bản người phán xử, gì nhỉ, phiên bản phiên bản người phán xử điện ảnh rất là đau cả bụng. Bữa thôi rồi à, em đã được rồi, gửi đi nhắn riêng anh không. Cả nhà có nghe rõ tiếng của Thanh Bi không? Thank you nhá. Có gì về hỏi về phim hay là về nhân vật nào ở trong phim? Lê Thành là con thế chột. Thì Thanh Bi sẽ trả lời hết cho cả nhà nhá. Ghen gộm, ghen hút mụn này đương nhiên là rất tốt rồi, nên là chị mới sử dụng được 1 tháng thì mới giới thiệu cho cả nhà. Chứ không phải là thích thì giới thiệu, vì mình phải đảm bảo cái an toàn cho mọi người khi sử dụng cái ghen hút mụn này nữa ấy. Em thích trong kem xôi hơn. Vậy à? Em thích xem. Có nhiều người lại inbox hỏi số điện thoại các kiểu của các diễn viên trong người phán xử mới buồn cười chứ. Khi nào đoàn ập thì Thanh Vi sẽ đăng lên cho cả nhà xem, và lúc đó thì tha hồ đến hỏi cũng như là chụp hình của các anh chị ở trong người phán xử, nên là không lo đâu nha. Chị đọc rồi đấy anh Nghĩa ơi. Đặng Huy Long chị ơi. Thank you các bạn đã share clip cho Thanh Vi. Rồi, chắc hôm nay là đi chơi hết rồi. Chị đâu có quảng cáo gì đây. Chị sẽ ngồi cho cả nhà gọi là trả lời tất cả câu hỏi của nhà. Thế cuối cùng thì Thành vẫn là con của bác chột à? Cái câu này thật ra thì Thanh Bi đôi khi cũng không theo dõi cái bộ phim đấy kỹ càng cho lắm, nên là cũng không biết được, nhưng mà không hiểu là cái tình tiết là Lê Thành là con của Phan Quân hay là Thế Chột sao là hấp dẫn cả nhà vậy. Em ơi, ở cái lọ này mỗi lần lột được á, em hỏi chị nên chị trả lời là
cái mặt mình hụt lâu lắm, chỉ thấy mỗi lần phải được 1-2 tháng gì đó tùy theo cái mà mọi người lột nhiều vùng hay là bôi dày hay là bôi mỏng ý. Add em rồi gửi cho em. Alo, hello Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tuấn này, Chu Anh này, hello anh Thiện, share cái clip đi cho em đi, thả tim đi để mọi người biết về sản phẩm này tốt như thế nào. Đã dùng 1 tháng rồi và thích cực kỳ nhá, vừa bóc ra thử xong rồi mới đánh một chút kem vào ấy được khoảng tầm 20 lần gì đó, tùy từng chỗ, mới cả nếu mà dùng cả mặt thì được 15 đến 18 20 lần gì đó. Bồ kết em à, bồ kết chị lắm chị ơi. Hôm trước chụp ảnh với chị Eon Minh Trang. Hello em, thế à? Em chụp ảnh ở chị lúc đi chị đang đi xem phim hay ăn gì đó đúng không? Thank you em nha. Em dùng rồi tốt lắm, giá bao nhiêu vậy chị? Giá có comment nè, hợp lắm. Có. Cảm ơn anh Chu Tiện. Răng này không anh? xem người phán xử thôi. Khiếp, bảo sau đặt tên luôn phây là người phán xử. Sau này thì cái kết rất là có hậu, nên là cả nhà cứ xem đi, thể nào cũng như mong đợi của cả nhà. Đạo diễn sẽ làm cho cả nhà không thất vọng một chút nào đâu. Ui da ui da. Ui da. Xe rồi Hữu Tuấn này, Tí Lùi này, tầm này chắc là các bạn là đi chơi hết rồi. Thank you anh ạ. Thả tim cho em đi. Lọ ghen đó là ghen hút mụn than tre hoạt tính. Chị nói chuyện hay quá, cảm ơn em nhé. Phương Vương, mùi rất là dễ chịu. Mọi người đã đọc rất là nhiều mã thẻ cho cả nhà rồi, và cuối cùng thì Thanh Vi sẽ đọc một mã thẻ Vina cho cả nhà, để mà cả nhà sẽ nhanh tay để nhận được cái thẻ Vina trị giá 100.000 này. Hay là hát một bài đi ta. Nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó. Nhà ở, quay phòng ngủ á. Em cố quên đi, thương nhớ làm gì. Tên tiệp lại em dùng thử giờ rất tốt đúng không? Không chỉ Thanh Bi phản hồi lại mà rất nhiều các bạn đã comment ở đây là biết được cái siêu thần thánh này của ghen hút mụn. Mới rồi cả nhà hãy comment lại những câu hỏi về phim cũng như là về cái sản phẩm này, Thanh Bi sẽ giới thiệu cho cả nhà tiếp. Đây đâu phải phòng Vân Điệp đâu, phòng Vân Điệp vừa quay ở Làng Hạ. Tóc chị đẹp quá. Hàng bán rất chạy. Đúng rồi, tại vì là rất là nhiều người sử dụng và rất yêu thích cái sản phẩm ghen hút mụn này. Chập chẹn quá nhỉ. Thank you em nha. Ai sẽ clip cho mình không? Để quấy mình sẽ giới thiệu lại cho cả nhà và sẽ tặng cả nhà Việt thẻ Vina và thẻ Viettel nhé. Đúng rồi, như bạn Như Mít là một khách hàng tin dùng sản phẩm này cùng Thanh Bi, và bạn ấy cũng cảm thấy rất 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 là tốt nên mới review lại cái sản phẩm ấy. Về sau Phan Quân có bị thỏng. Thế rồi. Chị ơi, em đã bảo rồi. Tầm này như vậy mà.
Chị mua ở đâu vậy? Em xe rồi đó. Mỏi tay quá không ai cầm cho. Vân Điệp người văn sử sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa rất là nhiều. Không bao giờ bỏ nhau nha, vẫn bình thường, đâu có bỏ nhau gì đâu mà mọi người nói thế. Báo chí chỉ là một phần thôi, các anh chị ấy có một số báo đúng mà một số báo thì viết chưa chuẩn lắm chẳng hạn. lột xong da mịn màng, đúng rồi. Gọi Phan Hải vào nhá. Ok, xem đây có ai đang clip cùng thì xem mọi người có rảnh không thì sẽ gọi vào luôn. Người trong phim nào vào luôn để clip cùng nha. Hey. Phim đọc sau rồi thì cũng có rất là nhiều à. Cả nhà xe clip này cho Thanh đi đi, tập cuối là tập bao nhiêu vậy? Phim này có tập cuối là tập bao nhiêu á? Tập cuối là tập 48. Vừa rồi thì có quay thêm một số các phân đoạn nên là tập cuối là bằng đó nhá. Người phán xử lâu ra tập mới quá, thứ tư thứ năm hàng tuần. Vân Điệp đóng nữa chán quá, Vân Điệp không đóng người phán xử nữa. Làm gì không đóng người phán xử đâu. Thank you cả nhà rất nhiều vì đã share clip cho Thanh Vi. Hôm nay rảnh rỗi nên là mới review lại cái sản phẩm mà mình đã dùng được hơn một tháng rồi của chị Ngân. Rất là ok. Thank you anh. 500 anh em gọi bà ngậu vào. Ghen hút mụn của mỹ phẩm Ngân Bình hoàn toàn từ thiên nhiên nha. Như này mà ai cứ bảo mình làm mặt làm mũi hay làm da gì nhỉ, chẳng cần đi spa là gì, chỉ cần ghen hút mụn này xong rồi buổi tối sau khi hút mụn hay thải những cái độc tố hay là gì ấy, xong rồi mình cho cái xông hơi một chút, xông hơi cho cái mặt xông hơi một chút, xong rồi mình dùng cái ghen hút mụn này để cho tăng hiệu quả rất là tuyệt vời, và sau đó bôi một lớp kem mỏng da đã trắng mịn rất là thích rồi cả nhà. Chiết xuất từ than hoạt tính màu đen luôn nè. Hút mụn cám, mụn đầu đen, xe lỗ chân lông rồi là hút các mụn ở trong da mà khó ra ấy. Chút nữa trước khi mà buổi tối ấy, đi ngủ ấy, thì Thanh Bi một tuần sử dụng 2 lần và sau đó hút xong thì Thanh Bi rửa mặt và sau đó bôi kem lại rất là thích. Hello em. Hello em, tặng thẻ đi chị, chuyện tình Thanh Bi ca sĩ con vẫn bình thường. Chị sinh bao nhiêu tuổi vậy? Có phiếu bảo hành rồi là các thứ nha, hướng dẫn sử dụng nữa. Một nụ hôn luôn khẽ. Vân Điệp có xuất hiện trên phim Người Phán Xử nữa không? Quá đã. Hãy luôn ủng hộ cho Vân Điệp để Vân Điệp quay trở lại và xuất hiện trên Người Phán Xử nha cả nhà. Hài khùng đâu em.
Chị đáng yêu qua mừng cũng trôi hết. Cảm ơn Khánh Nguyên nhá. Thả tim cho Thanh Bi đi. Cái tầm 8 giờ 9 giờ này thì mọi người thank you em rất là nhiều comment nhá. Đáng yêu đẹp tự nhiên thì thank you cả nhà đã nói là Thanh Bi đẹp tự nhiên các thứ rồi. Chia sẻ tiếp đi và thả tim cho Thanh Bi. Thì Thanh Bi lại đọc thêm một cái thẻ, cả nhà thích thẻ Viettel hay là Vina nào. Sự là hôm nay cũng chỉ muốn nói đến cái gen hút mụn cũng như là cái sản phẩm mình dùng hơn một tháng rồi, rất là ok cho cả nhà thôi. Chị ơi, nick Vân Điệp có phải là nick của chị không? Nick Vân Điệp là chị không có sử dụng một cái nick nào ngoài nick này nhá. Fanpage của chị nha, không có, lần trước thì bị hack mất cái fanpage rồi. Ôi ơi, tiếc quá. Còn cái nick này thì là chị của chị. Ôi dồi ôi, sao có những cái thể loại người. Chặn luôn. Còn những ai yêu thương thì vẫn yêu thương, vẫn kết bạn với những người đó. Hôm nay vừa mới xóa kết bạn đi 1.000 kết bạn luôn. À 1.000 bạn bè luôn chứ không phải kết bạn, phần kết bạn thì xóa ít thôi. Thank you anh. Một lọ dùng được bao lâu? Một lọ này thì dùng được khoảng bao nhiêu nhỉ? 15-20 lượt gì đó, tùy theo mà các bạn sử dụng, cũng như tùy theo cái chỗ vùng mà các bạn hay sử dụng, cả mặt hay là mũi hay là cằm gì đó. Chị bảo mật nick, chị kết bạn với em hi, chị bảo mật nick. Add em đi chị. Rồi, chút nữa em nào mà share cái clip này thì chị sẽ add. Chắc hôm nay là ít người xem ấy nhở, sau mọi lần mà tầm trung bình là mà hôm nay vừa mọi người đi đâu hết nhở. Bao nhiêu tiền một lọ yêu chị? Xem ở dưới như thế nào. Có bạn như Mít ấy, bạn ấy có trả lời các bạn vì bạn ấy dùng rồi và đã trải nghiệm sản phẩm và là nhà phân phối ấy. Nguồn gốc xuất xứ ở đâu bạn? Hoàn toàn từ thiên nhiên nha, nên là các bạn rất là an toàn. An tâm, các bạn rất là an tâm sử dụng nha. Chữa được bệnh đẹp dai không? Đây nè, có nè nha cả nhà. Cái này bị ngược cái sau ấy, cả nhà có nhìn thấy không? Tè tè. Có dùng cho đàn ông không? Dùng cho tất cả mọi người. Đàn ông thì dùng càng tốt, tại vì là cái này dùng là da đàn ông nó hơi dày một chút, với cả chắc là phải đi nắng gió nhiều hơn phụ nữ, thì dùng cái này cực kỳ tốt. Dùng xong da mịn màng hẳn luôn và thông thoáng lỗ chân lông, cũng như là sáng da hơn rất là nhiều. Đây này, có hẳn tờ giấy hướng dẫn sử dụng khi mà bạn mua các sản phẩm của bên mình, cũng như là các bạn mua gen hút mụn thì có hướng dẫn sử dụng luôn này. Tập nào chị xuất hiện trong người vấn dự vậy? Em chưa xem mà, hay là tập nào sắp tới, hay là tập này? Tập nào sắp tới hay là tập này? Hình như để từ dưới lên trên đẹp hơn hay sao nhỉ? Đây cả nhà ơi, gen hút mụn công dụng này, thành công dụng này, thành phần này, đây, và tem chính hãng nha cả nhà.
chuẩn chỉnh luôn. Lại như thế này, tem chuẩn chỉnh chính hãng, vừa rồi mình đỡ quẹt một phát rơi ra. Đây là tem màu xanh, tem chống hàng giả độc quyền nha. Vỏ hộp đây em ơi. Vỏ hộp đấy. Còn đây là hộp nè. Các C của chị ở cao nhất người phán xử không? Không phải đâu em ạ. Đấy là không hoàn toàn đúng. Chị là diễn viên, chị không, diễn viên không chuyên. Và trong phim đó thì có rất nhiều các anh chị. Thật ra là không phải là rất nhiều, mà tất cả những người trong phim người phán xử ấy đều là những anh chị cựu diễn viên rất là nổi tiếng rồi. Thậm chí là những cái vai bình thường cũng là nghệ sĩ ưu tú rồi là các thứ, các thứ. Nên là chị không thể nào mà là nhất phim, các C nhất phim được. Không thể nào là các C nhất phim được. Chia sẻ đi. Không dùng à? Tên công ty, mã vạch công ty, các thứ có đầy đủ. Và tem bảo hành các thứ nữa nha cả nhà. Sử dụng có ngay cả một cái phiếu to đùng hướng dẫn sử dụng đây ạ. Cái này thì mọi người có thể xem về xem hướng dẫn sử dụng cũng như là thành phần và công dụng của gel hút mụn nhé. Thanh Bi sẽ trả lời các câu hỏi tiếp theo của các bạn đấy, vì tất cả trong trong một cái hộp, đây là một hộp nguyên thì sẽ có hướng dẫn sử dụng này, rồi là có tem chống hàng giả. Có rất đầy đủ tất cả mọi thứ mà cả nhà có thể đọc được và theo và xem chất lượng được. Mùi từ thiên nhiên, than tre hoạt tính nên là có mùi dịu nhẹ, thơm mát mát đi. Bên trong vỏ hộp thì có khay đựng, mẫu mã chất lượng cứng cáp rất là ok. Sử dụng sản phẩm thì Thanh Bi sử dụng được hơn 1 tháng rồi. Thực sự thì nếu mà dùng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường thì Thanh Bi không biết, nhưng mà riêng sản phẩm gel hút mụn thì này thì Thanh Bi chắc chắn là chắc chắn là sẽ sử dụng dài dài và sẽ đồng hành với nó rất là lâu, từ nay đến về sau luôn, rất là đặt luôn. Tại vì có rất nhiều các sản phẩm mới ra, gel hút mụn rồi các thứ, lột mụn các thứ, nhưng mà Thanh Bi không thấy hợp với cả, thực sự là không thấy ok. Thanh Bi sử dụng cái gel hút mụn được hơn 1 tháng rồi và rất là ok, cũng như là rất là thích cái độ mịn màng, cũng như là khi mà lột xong ấy, cảm giác như là mình kiểu mình đi spa về, thông thoáng lỗ chân lông, rồi là mịn màng da, cũng như là làm cho cái da mặt của mình nó thấy là tươi trẻ lên ấy. Hút được nhiều mụn lắm, những cái mụn đầu đen hay là những cái mụn lâu ở ẩn dưới da ấy là hút lên luôn. Và dùng xong rồi, hút xong rồi mình đắp, sau khi hút đấy mình đắp một lượng là kem hàng ngày, kem dưỡng da của mình, nó cũng thẩm thấu rất là nhiều, da đẹp trông thấy luôn. Thanh Bi rất là thích. Khi nào cưới nhau với hello em. Có nhiều bạn chia sẻ clip này cho Thanh Bi rồi, Thanh Bi cảm ơn rất là nhiều nhá. Chút nữa thì các bạn hãy chia sẻ thêm cho Thanh Bi nhiều hơn nữa để Thanh Bi có thể trả lời các câu hỏi của các bạn, và Thanh Bi sẽ và Thanh Bi sẽ tặng cả nhà một bao nhiêu cái thẻ. Lọ này là hút mụn cực mạnh mà từ thiên nhiên, vô cùng an toàn cho làn da.
vô cùng an toàn cho làn da. Nhưng khi hôm nay ở nhà nên là có thời gian để mà review lại sản phẩm cho các bạn thôi. Đúng rồi, chị đóng cả 5 blue xe. Đóng cả cái đó nha. Kem hút mụn anh ạ. Chị ạ, kem hút mụn tha cho hoạt tính. Có câu hỏi gì cho Thanh Bi không nhỉ? Để còn 5 phút nữa thì cả nhà hãy xem ảnh lại, Thanh Bi sẽ đọc cho cả nhà. Cả nhà hãy tặng ít da dầu có dùng được không? Tất cả các loại da đều dùng được nhá. Lẻ là đó, có rất là nhiều bạn đã comment và sử dụng rồi nên là review rất là tốt, tích cực cho cái sản phẩm ngăn hút mụn này. Thanh Bi vẫn thế, có đẹp hơn xưa gì đâu, quá khứ. Bài nào cũng ok, thế thì em hãy comment lại để chị biết được rồi là chị sẽ review lại cho em nha. Có những lúc em mong thì mình bé lại. Bài gì nhỉ? Thanh Bi sẽ hát tặng cả nhà và cuối cùng thì Thanh Bi sẽ giới thiệu lại cho cả nhà biết một lần nữa và tặng cho ai, những ai share cái clip này trong thấy cái này hay và hữu ích, cũng như là muốn các bạn bè của mình sử dụng thì hãy share clip này để Thanh Bi sẽ tặng thêm một cái thẻ 200k. Thanh Bi đọc cho cả nhà nhé. Vina nhé. Về đâu mái tóc người thua ngỏ. Xinh hơn trong phim Thanh Bi. Hà Ngọc Nguyễn, thank you nhá. Luân The Remix, Bùi Tiến Đức. Thanh Bi, Thanh Bi, không phải Thanh Bi, Bi nha. Ngày qua ngày. Giờ em rồi thì cả nhà hãy comment lại và Thanh Bi sẽ Vân Điệp anh Hải Khùng sau rồi, xinh quá, lấy sắp lấy chồng chưa, em có lâu mới lấy chồng nha. Trông chị trẻ hơn phim, cảm ơn em nhé. Và Phong Thanh Quách, hello em. Chị rồi, chị sẽ hát một bài, cả nhà sẽ yêu cầu Thanh Bi hát một bài đi, nhanh nèo. Comment bài bolero hoặc là nhạc trẻ hay là cái nhạc gì cũng được. Về đâu mái tóc người thương một. Duyên phận. Bài gì nữa? Em hâm mộ chị quá, cảm ơn Hoài Nam nhé. Em hâm mộ chị thì hãy share cái clip này cho chị đi, chị sẽ yêu quý và chút nữa để chị xem lại những ai mà share clip này cho chị rồi thì chị sẽ add friend bạn đó, cũng như là chị vừa xóa đi 100, 1000 bạn. Mọi người xem mà nói chị. Xin đừng làm hồn lỡ xa vào đôi mắt Bi. Chuẩn bị đến giờ có người phán xử rồi. Đúng rồi anh ạ, duyên phận. Xuân này con về, con không về đi chị.
Xuân này con về mẹ ở đâu chứ? Xuân này con không về. Bài gì được? Khiếp chưa đến mùa xuân em ơi. Biết bài Phút Ban Đầu của Noo Phước Thịnh. Em không biết bài đấy. Bài Duyên Phận. Sao mọi người thích nhiều bài Duyên Phận nhỉ? Thế Thanh Bi sẽ đi clip của bài để mọi người biết. À quên, Thanh Bi sẽ đi gọi là đi 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 xe, nhớ xe nha. Ok, thế thì Thanh Bi sẽ không phải clip đấy, mà Thanh Bi sẽ thu âm một bài tặng cả nhà. Cả nhà hãy hỏi Thanh Bi xem với người phán xử rồi. Ok. Và Thanh Bi sẽ cả nhà xem clip này nhá, để Thanh Bi giới thiệu lại sản phẩm mà Thanh Bi đã dùng một tháng cực kỳ hữu ích này. Thích mê ly, ghen hút mụn, than tre hoạt tính, hút các mụn cám, mụn đầu đen rồi se khít lỗ chân lông, rất 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 nhiều nhá. Thành phần thì là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên nha, đam vitamin E, trà xanh, cực kỳ tốt luôn. Cả nhà hãy share thêm một lần nữa và sẽ đọc cho cả nhà cái thẻ nhá. Mobifone rồi Viettel rồi này. Và cuối cùng thì Thanh Bi sẽ tặng cho rồi, còn mấy phút nữa thôi Thanh Bi sẽ tặng cho cả nhà nhé. Thank you em. Mobifone này, Vina rồi này, thẻ Viettel rồi này. Cả nhà đã nhận được chưa? Còn sót Mobifone là 297307740332, 100k đó em ạ. Viettel 74108 ba cái liền lúc này, 90482534625, 0482915444702. Cái đây một cái thẻ Thanh Bi tặng cả nhà luôn này. Vinaphone vụ gì Viettel chị ơi, Viettel 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 90482391 51695. Một lần nữa nhé, 90482391 51695. Ok, chị sẽ hát tặng em một bài nha. Chiều luôn. Đọc lại à? 90482391516 95. Thank you em. Chín không bốn tám hai chín tám năm bốn ba ba bốn bảy. Lại một lần nữa em. 90482985433347. À, chị đọc chậm rồi nè. Chị sẽ giới thiệu lại cho cả nhà biết nhá. Ghen hút mụn này nhá. Có tem khi mà các bạn mua ấy, vỏ hộp nó sẽ như thế này. Đáng yêu xinh xinh như thế này. Và có tem, Thanh Bi sẽ bóc cho cả nhà xem nhé, bóc luôn nhé. Tem 7 màu, tem chống hàng giả, rất là chuẩn chỉnh luôn, không ai cãi được luôn. Nhà phân phối độc quyền Ngân Bình, mỹ phẩm thiên nhiên, hoàn toàn từ thiên nhiên. Và ở đằng trong sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng tem của Bộ Y tế. Các bạn liên hệ thì sẽ mà liên hệ và chị mà Thanh Bi. Đây 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 đây.
À, không quảng cáo ấy, không quảng cáo em ạ, chị sử dụng được 1 tháng rồi và thấy hiệu quả rất rất tốt. Hương Giang, Vi à? Đúng rồi, hiệu quả em sử dụng được khoảng 15 đến 20 lần tùy vào em bôi nhiều ở vùng mũi, vùng cằm hay là cả mặt ấy thì nó sẽ tính theo. Rồi sẽ hát tặng cả nhà một bài, cả nhà xem clip này thì sẽ hát tặng cả nhà một bài, sau khi mà đọc xong thì Thanh Bi sẽ hát tặng cả nhà một bài. Bài gì đấy ạ? Duyên phận này. Hello hello. Bài gì cả nhà comment đi, có 2 phút cuối cùng. Không lại bảo là cứ giới thiệu sản phẩm hoài mà lại nghĩ là quảng cáo. Thật ra Thanh Bi vừa dùng xong nên là giới thiệu cả nhà luôn. Vừa dùng xong là vừa dùng cách đây 1-2 tiếng xong rồi, sau đó thì Thanh Bi mới bôi một lớp kem vào, còn dùng cái sản phẩm này là được hơn 1 tháng rồi. Khi núi sông còn phiêu linh là cái gì? Cho cả nhà thêm 3 phút cuối nha, thì hãy comment lại. Bài gì em? Có người. Sản phẩm đây bạn. Bạn Đỗ Phúc, nhà phân phối độc quyền. Có rất nhiều nhà phân phối độc quyền và các bạn là diễn viên, các chị, anh chị trong người phán xử cũng sử dụng cái này thường xuyên và cũng rất là thích. Thanh Vi là người review và đầu đầu trong phim và là cũng là người sử dụng cái sản phẩm này đầu tiên và rất là thích nên là đã sử dụng được, nhưng mà sau thời gian thì cảm thấy nó đẹp hơn rất là nhiều nên tham quá mua rất nhiều về. Cảm ơn. Không, không cắt xê gì mà đây là cái sản phẩm mà Thanh Bi review lại, tốt nên là review lại. Cảm ơn. Cả nhà hãy share clip này cho Thanh Bi đi. Tóc chị đẹp quá, em thích nhất cái mũi chị, da chị mịn thế. Ừ, đúng rồi, sử dụng ghen hút mụn. Em muốn mua hay là muốn tư vấn cũng như là về những cái gì về sản phẩm gì thì hãy liên hệ chị Ngân và chị tác vào nhé, cũng như là các nhà phân phối và các bạn ghi ở trong này nhà phân phối rồi, các mỹ phẩm chính hãng của từ thiên nhiên, mỹ phẩm thiên nhiên Ngân Bình nha. Tên là ghen hút mụn than tre hoạt tính em ạ. Rất là ok. Ô, sao mình phút lên nó đẹp ấy nhỉ? Đại lý Hải Phòng.
rồi, Thanh Bi đã tặng cả nhà cũng như là giới thiệu review cho cả nhà biết một cái sự sản phẩm. Vì cả nhà hay hỏi nhiều về da rồi là trang phục cũng như là quần áo nên là Thanh Bi trả lời ở đây liền luôn cho cả nhà biết. Thank you em nhé. Các bạn cứ share nhiều vào và like cho Thanh Bi, rồi một chút nữa Thanh Bi sẽ xem lại thì Thanh Bi sẽ add các bạn cũng như là tặng thẻ cho các bạn. Các bạn nào được thẻ thì hãy comment lại cho cả nhà nha. Có khi là chưa nạp vội được ấy.